cái nút mà nó còn nằm ở trên đây nè, cái nút nó còn nằm ở trên cái men đó thì hàng rất là dễ, mà cái nút nó bị bung, nó làm tróc cái đường mặt ở đây á, thì anh em phải có cách mới hàn được nha, chứ không phải là muốn hàn là hàn đâu. Ở đây thì nó vẫn còn chân nè, một đường từ đây, từ bên đây qua bên đây ha. Đó. Vậy nè, có nghĩa là cái mặt này nó đã ok rồi nha anh em. Cái chỗ này á, cái đồng hồ mà dòng á, nó nhấp nhảy lên nhảy xuống nè, đó thấy không, vậy là cái mạch mình nó hoạt động ok á, cái nút cũng ok luôn. Rồi chào anh em nha, hôm nay mình nhận được một cái tay cầm của Joycon đó anh em, cái này là của hàng Nintendo Switch. Ok ha, tay này tay zin nè, nó bị cái tình trạng là cái nút này nè anh em thấy không, cái nút R nhấn không được nè, mình nghi á là nó bị gãy cái nút ở trên men rồi nha anh em, tại vì cái nút R này á thì hàng chết trên men, mà cái tình trạng mà nhấn như vậy á là chỉ có thể là nó gãy, nó bung cái nút rồi. Cái lỗi này cũng tương đối là nặng á nha anh em. Rồi mình sẽ cắm cái Joy-Con này á vô trong cái máy switch thử coi coi nó còn hoạt động không nha. Và trước khi làm cái gì anh em cũng nhớ test lại, chứ mình đừng có sửa xong rồi cái mình nó không hoạt động á là mình mất công lắm. Giờ mình vô cái hàng switch này mình kiểm tra lại cái nút nha. Rồi, nó nhận nha anh em, X A B I cộng Z R nhận nè. Có nút R này thì nó không nhận thôi. Nút R này nó bị hư rồi. Rồi mình thử ra ngoài, rút cái tay cầm ra ngoài để mình test hai cái nút này cho. Hai nút này là không nhận nè anh em. Mà khách có báo với mình á, cái mạch này á là khách tháo ra rồi mà gắn lại không được nha. Rồi để mình hồi mình mở ra coi nó bị tình trạng gì. Có nhiều nguyên nhân nó bị hư cái chốt gài nữa nha anh em. Còn bị hư cái chốt gài á là cũng bó tay luôn, mình phải lấy cái chốt gài mới mình hàn lại thôi. Chứ mình không thể nào mà khắc phục được. Rồi, ok ha. Cắm sạc bình thường nè. Rồi, giờ mình kiểm tra xong rồi nha anh em. Bây giờ mình tháo cái tay cầm này ra và sửa cho anh em xem nha. Và coi coi ở trong nó bị cái vấn đề gì. Rồi, để tháo cái tay cầm này ra anh em tháo bốn con ốc ở nắp lưng nè. Và anh em thấy những video của mình hay ấy, thì hãy cho mình một nút like nha. Rồi anh em nào mà chưa đăng ký thì hãy bấm nút đăng ký cho mình để mình có động lực làm nhiều video hay hơn để gửi đến anh em nha. Bây giờ là kênh mình còn mới á, nên mình sẽ tập trung phát triển cho nó lớn mạnh lên. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Và khi tháo được bốn con ốc á, anh em sẽ dùng cái ngón tay anh em cậy cái phần này, và anh em sẽ cậy được cái nắp lưng này ra nha. Rồi mình dỡ ra xem. Trời, nó chưa bị đứt anh em. Mình sợ nhất là nó bị gãy cái xúc ké này, hình như nó vẫn còn nguyên nha. Rồi tiếp tục là mình sẽ tháo cái xúc ké pin ra. Anh em sẽ dùng cái nhíp anh em dỡ cái này ra. Rồi kế đến đó, anh em sẽ lấy cái xúc ké cáp kết nối với switch ra. Rồi, mình sẽ rút cái này ra nha. Ok, bây giờ mình lấy ra được rồi nè anh em. Và kế đến á là anh em sẽ tháo cái khay này ra.
Và để tháo cái khay nha, anh em tháo những con ốc nằm đây nha. Nó có bộ ba con ốc á. Thì mình sẽ tháo những con ốc này ra để mình sẽ lấy được cái khay này ra. Rồi mình sẽ dỡ cái khay này lên. Và anh em chú ý nha, dỡ hé hé lên thôi, đừng có dỡ một phát mạnh ra thì nó sẽ bung cái cáp này ra nè, nó có một cái socket cáp ở dưới đây. Và anh em lẫy cái socket cáp này, anh em rút cái cáp này ra. Đó. Nè anh em thấy không? Mình nói đâu sai đâu, nó bị gãy mấy cái chân này nè nè. Cái này bắt buộc mình phải hàn lại thôi anh em ơi. Phải câu dây á. Rồi, sẵn tiện đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái câu dây của cái nút switch này, của cái tay cầm bên phải của switch này luôn nha. Rồi, kế đến là mình sẽ tháo cái analog này ra nha. Cái trường hợp này á, mình cũng gặp thường xuyên lắm anh em. Và một số anh em á, thì không để ý thôi, anh em tưởng là mình hàn lại cái nút nó rất là dễ ha. Cái nút mà nó còn nằm ở trên đây nè. Cái nút nó còn nằm ở trên cái men nó thì hàn rất là dễ, mà cái nút nó bị bung, nó làm tróc cái đường mặt ở đây á. Thì anh em phải có cách mới hàn được nha, chứ không phải là muốn hàn là hàn đâu. Ở đây thì nó vẫn còn chân nè. Mình có thể cố gắng mình cậy ra để mình kéo cái chì qua. Rồi, không mình tháo cái men ra luôn. Ok ha, bây giờ mình sẽ lấy được cái men này ra nè. Và anh em, nếu mà anh em muốn làm được cái lỗi này, anh em phải có cái kính lúp nha anh em. Chứ anh em nhìn bằng mắt thường, anh em làm không có nổi đâu. Bắt buộc phải có kính lúp thôi. Rồi ha, bây giờ mình sẽ chiếu dưới kính lúp và cho anh em xem cái lỗi của cái nút này. Rồi anh em thấy ha, cái nút nè, nó bị đứt cái đường mạch ở đây anh em. Anh em thấy những cái đường mạch mà nó có những cái đường mạch mà li ti á. Một cái đường mạch này nó sẽ nối ra một cái bảng này. Cái bảng này nó bị dính với cái dưới cái chân cái nút á. Và anh em đẩy mạnh quá thì nó bung ngược cái lên và nó sẽ mất cái đường mạch đây luôn. Và cái lỗi này thì cũng nói chung là cũng không khó đâu anh em, để mình sẽ hướng dẫn cho anh em sửa cái lỗi này. Trước hết đó là mình sẽ vệ sinh sạch hai cái bên đây ha. Nó có hai cái giữ hai cái nút bên đây nè. Cái này là mát á. Thì mình sẽ vệ sinh hai bên đó sạch luôn. Mình sẽ vệ sinh cái chỗ này cho nó sạch nha. Anh em chỉ cần lấy một cái dây hút chì, anh em tra vô cho nó hút sạch cái chì mà dư đi là được rồi. Rồi.
Xong rồi mình sẽ dùng cái mình sẽ dùng cái con dao để mình cạo cái phần phần dư này ra nha. Nó có một cái phần anh em để ý thấy là nó có còn dư một chút xíu á, thì mình sẽ cạo ra để mình bắt đầu mình hàn vô nó cho nó. Đây nè anh em thấy không? Còn dư cái một chút vậy mình cũng tận dụng nó được anh em. Mình sẽ cạo sạch cái đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái một cái mũi dao á này, sẽ cạo ra, cạo cái đường mà phía trên đây nè anh em thấy không, cạo ít thôi nha. Nó có lòi ra một miếng, có lộ ra một miếng chì nè. Mình sẽ tận dụng cái mạch đồng á. Đó, mình sẽ tận dụng cái mạch đồng này. Đó. Ít vậy thôi nha. Đừng cạo nhiều quá. Ở bên đây mình sẽ cũng cạo bên đây luôn. Bên đây nó sắp bị đứt rồi anh em. Miếng bên đây nữa nè, sẽ xay đây cho nó thuận chiều, nó có một chút bên đây nè. Sẽ cạo luôn. Và khi cạo xong anh em sẽ dùng một cái chì anh em sẽ tra lên đây cho nó ăn nha, cho nó một có áo một cái lớp chì nhẹ lên. Thì sau đó mình sẽ dẫn cái chì qua một cái chân, nó rất là đơn giản luôn. Còn mình nếu mà mình không không xi chì á thì hồi đó mình sẽ làm rất là khó. Rồi bây giờ mình sẽ xi một cái miếng chì nhẹ lên. Bây giờ mình để thẳng lại nha. Và mình xì chì lên cho anh em xem. Sẽ xì chì vô nha. Đó. Anh em thấy chì nó bám lên những cái chân đó không? Thì nó bám ít như vậy á mà nó
chút á, hồi nó sẽ dẫn qua cái chân kia rất là dễ nha anh em. Đó. Rồi, vậy đủ rồi anh em. Rồi. Mình zoom lên cao lên nha. Đó, anh em thấy những cái đường của mình nó đã được xi chì ha. Đây nè. Cái đường nè. Họ anh em hàng anh em kéo cái chì từ cái chân qua nó sẽ rất là dễ hơn. Còn anh em câu dây á, thì cũng được, mà mình thấy nó còn chân thì mình cứ tận dụng thôi. Và cái đến đó là mình sẽ tra một ít chì lên trên đây nha. Rồi. Và sau đó là mình sẽ lấy cái nút đó mình thay lên nha. Mình gắn cái nút mới lên. Rồi, mình sẽ gắn cái nút mới lên trên đây. Đó. Anh em cố gắng là căng cho nó sát cái góc nha. Rồi kế đến đó là mình sẽ tra ít chì bên phía bên tay trái này, sẽ cố định hai bên. Đó. Rồi mình lại tiếp tục tra bên phải đây nữa cho nó nhiều nhiều chì chút hơn.
Rồi bây giờ các bạn thấy là anh em thấy là cái chỗ này nè, nó tới đây nó xa quá, mình định quẹt cái chì qua mà nó khoảng cách nó xa quá và mình không thể dùng cách đó được, và mình sẽ dùng một cái dây dẫn để mình dẫn qua nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo những cái dây dẫn á. Trước hết mình sẽ tra một ít chì lên những cái chân này. Sẽ tra chì lên những cái chân đó, mình cho một ít chì. Rồi kế đến là mình sẽ dùng một cái mình sẽ dùng một cái dây giống như một cái dây mà di động anh em. Mình sẽ cho nó dẫn từ chân này qua chân kia. Và trước khi mà anh em xài, anh em cũng phải nhớ xi chì cho nó nha. Bởi vì nó không có chì là nó không có dính được đâu. Rồi, mình sẽ câu cái dây này qua nha. Trước hết là mình sẽ câu cái dây ở ngoài đây trước. Câu cái dây ở giữa trước. Cái đến đó mình sẽ câu cái dây ở ngoài, ở bên trái đây. Chỉ cần câu hai dây là đủ rồi anh em. Đó. Cho cái dây mỏ hàn này nó hơi hơi bự anh em, khả năng câu đó, nó cũng khó. Cái dây này nó hơi bự này. Để mình thử rút qua nó không ăn. Do cái đầu mỏ hàn này nó hơi to nha, mình sẽ thay cái đầu mỏ hàn khác. Rồi ha, mình đã thay cái đầu mỏ hàn khác rồi. Cái đầu kia nó to quá anh em, không thể nào mà mình hàn được. Mình đã thay một cái đầu mỏ hàn khác. Nó nhỏ hơn. Và đây bây giờ mình sẽ câu cái dây cho anh em xem nha. Mình để thẳng cái dây đây. Giờ mình câu một đường từ đây, từ bên đây qua bên đây ha. Đó.
Đó, nên em thấy là đúng cái gì mở hàng á là nó dính nó rất là ok nha, tại vì cái đầu nó nhỏ, nó dễ làm. Nó dính rồi, không, cứng luôn á, ở đây luôn, ok ha. Rồi nếu mà nó dính vậy xong á thì mình sẽ cắt cái phần dư đi đi nha. Mình dùng một cái dao mình sẽ cắt phần dư đi. Đó. Rồi. Mình sẽ dùng cái phần còn lại mình hàn tiếp tục bên đây. Mình nghiêng cái này để cho dễ nhìn nha anh em. Đó. Em thấy không? Rồi. Và mình dùng cái nhíp á, mình để đẩy coi nó có dính thật sự chưa nha anh em. Dính rồi anh em. Bây giờ mình cần dùng con dao mình sẽ cắt cái phần dư này. Ok ha. Rồi. Thì mình sẽ dùng dung dịch vệ sinh, mình sẽ vệ sinh sạch cái chân này nha.
Ok anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ để mình đo lại nha. Mình sẽ dùng đồng hồ mình đo lại. Mình đo xem nó thông mạch chưa nha. Ok nha anh em. Cái đến đó là mình sẽ dùng một cái keo UV á, mình sẽ chét lên đây để mình sẽ bảo vệ cái đường mạch này. Tại vì nếu mà mình không chét lên nữa, có thể nó bị nước hay bị gì đó, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến đến cái đường mạch mình hàn nha. Bây giờ mình sẽ dùng keo UV để mình chét lên. Cái keo UV này anh em phải có một cái phải có một đèn UV để anh em chiếu lên nha, chứ mình chút xíu nữa mình sẽ dùng cái đèn đó mình chiếu lên. Ok nha. Sẽ dùng cái đèn UV để mình chiếu lên và trong khoảng 2-3 phút gì đó nó sẽ khô lại. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đèn UV để mình chiếu lên nha anh em, và anh em để ở đây cho nó khoảng 2-3 phút gì đó nó sẽ khô lại. Rồi khi mà cái keo này nó được khô rồi anh em, thì nó sẽ cứng như vậy nè, nó không còn nhão nữa nha, nó sẽ cứng như vậy. Rồi thì đó là mình sẽ lấy ra và cắm vô cái mạch test dòng để thử coi nó ok không nha. Rồi trước khi mình ráp cái men này lại á anh em, thì mình sẽ test thử coi nó cái nút này hoạt động không nha. Thì test anh em dùng một cái mạch test dòng và anh em cắm cái cọng cáp XRXL này vô nha, để mình coi có cái đèn nó hoạt động không, là mình biết coi nó đã chạy ổn định chưa. Đó anh em cắm cái mạch đèn này vô ha, và anh em cắm cái mạch test dòng này vô luôn. Anh em nhấn thử nút nè. Đó anh em thấy cái đèn test nó chạy không?
cái đèn XR nè, nó chạy nè. Có nghĩa là cái mạch này nó đã ok rồi nha anh em. Cái chỗ này cái đồng hồ mà dòng nó nhấp nhảy lên nhảy xuống nè. Đó, thấy không? Vậy là cái mạch mình nó hoạt động ok à. Cái nút cũng ok luôn. Rồi ha. Đó, bây giờ mình ráp lại cái mạch này. Rồi sau đây là bước mình ráp lại cái mạch này cho anh em xem nha. Mình gắn cái anten này vô nè. Kế đến đó là mình gắn cái cảm biến hồng ngoại này. Rồi mình lắp cái này vô luôn. Rồi cái đến này em gắn cái nút này vô. Gắn cái khay này vô luôn. Rồi, kế đến là mình gắn cái kết nối, cáp kết nối vô. Và anh em làm theo các bước của mình nha. Rồi, mình dùng ngón tay mình cậy nó vô. Xong mình sẽ bắt những con ốc này lại. Cuối cùng là mình đóng cái nắp này lại.
Ok ha. Rồi. Xong rồi mình sẽ gắn những cái con ốc với nắp lưng. Ok nha anh em. Và bây giờ mình cắm vô cái máy mình test thử cái nút R này xem nó là hoạt động ok chưa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái tay cầm vô để mình test coi nó ok chưa nha anh em. Thứ nhất là mình coi coi nó có nhận với nó sạc ok không. Đây đang sạc ha. Rồi mình sẽ test nút cho nó. Rồi. Hồi nãy là cái nút R này nó bị lỗi nè anh em. Rồi mình nhấn thử lại nha. Ok ha anh em. X A B Y X A B Y cộng R R L R L R. Ok ha. Phản hồi rất là tốt luôn á anh em. Do cái nút này nút mới á, với cái nút này lỗi xịn đó. Đó. Rồi, bây giờ mình rút ra để mình coi cái mạch SR coi nó có hoạt động ok không nha. Ok ha anh em ha. Ok, tắt nè. Nhận nè. Đó. Rồi ha. Vậy là mình đã hoàn thành xong thay cái nút R cho anh em xem nha. Rồi nếu anh em thấy những video hay á thì hãy bấm nút like và nút đăng ký vô cái kênh của mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết những video của mình và chúc anh em thành công.